xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi phần tường trình breaking news đặc biệt về một cái bản tin liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại Santa Fe High School. Đây là một ngôi trường tiểu học, à, một người trung học thì đúng hơn ở tại thành phố Santa Fe. Đây là một thành phố nằm về hướng đông nam của thành phố Houston, cách khoảng 30 dặm cách Houston và nằm về hướng bắc của Galveston, cách khoảng 20 dặm. À, thưa quý vị, vào lúc khoảng chừng 7 giờ rưỡi, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay thì à, tin cho biết là thiên đội đã gọi cảnh sát và báo động là có một cái người ôm súng giống như là một khẩu shotgun đi vào trong trường học và tiến vào thẳng trong một cái lớp dạy học vẽ và sau đó nổ súng. À, ngay sau đó chúng tôi đã làm một cái breaking news để tường trình vụ này. trong khi đó thì lúc đó cho biết là một người phụ nữ bị thương trong cái vụ này mà thôi và vẫn chưa biết được hung thủ là ai, nghi phạm là ai. tuy nhiên cách đây khoảng chừng độ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nhận được cái bản tin cuối cùng mới nhất liên quan đến sự việc này. Đó là cái vụ bắn súng này, cảnh sát đã làm chủ được tình hình, tức là họ đã bắt được nghi phạm. Người này được cho là một người sinh viên đang học ở trong cái ngôi trường này và họ người này đã đi vào trong đây và nổ súng và được biết là rất là nhiều người bị thương, ít nhất cho đến giờ phút này đã có 8 người bị chết trong cái vụ nổ súng mới đây tại Santa Fe High School thuộc uh, tại uh, Houston từ quý vị tin Texas. Bản tin này cho biết là theo lời của ông Chris Richardson là cái người phụ tá cho cái chức vụ principal ở tại ngôi trường này cho biết là cái người mà nghi phạm nổ súng này là một người học sinh ở trong cái trường học này. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa biết được là cái động cơ nào đã khiến cho người học sinh này đã dùng súng và bắn vào bạn học của mình ở trong trường. Hiện bây giờ thì nghi phạm đang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra và ngoài ra thì có một tàu phạm, có một nghi phạm được bị nghi là có dính líu trong cái vụ nổ súng này cũng đã bị bắt giữ để điều tra. Thưa quý vị, được biết ngôi trường này là một ngôi trường với khoảng chừng 1.400 student, 1.400 học sinh đang học trong ngôi trường Santa Fe High School này. Và Santa Fe là một thành phố có khoảng 13.000 dân sinh sống ở trong khu vực này, thưa quý vị, rất nhiều phụ huynh của học sinh đã đến nơi đây sau khi được cái tin này và họ đã đoàn tụ với con của mình sau khi mà cảnh sát đã release, đã di tản học sinh ra khỏi ngôi trường này để mà cô lập ngôi trường này để mà có thể um, tìm kiếm uh, nghi phạm và cuối cùng, thưa quý vị, tin cho biết mới nhất là nghi phạm đã bị bắt giữ cộng với lại một người nghi phạm khác là tòng phạm và cũng đang bị cất giữ để điều tra. Trong khi đó, thì ít nhất là 8 người đã bị thiệt mạng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi là phần tường trình đặc biệt về cái vụ nổ súng xảy ra tại trường Santa High School ở tại tiểu bang Texas thưa quý vị. Mời quý vị tiếp tục với màn hình của Việt TV Network. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần cập nhật thêm cái vụ này trong những bản tin chiều ngày hôm nay của hệ thống Đại Việt TV Network. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt.